Chào tất cả các bạn nha. Chào cả nhà các anh Lương Tâm. Chào cả nhà luôn. Giờ sáng nay anh em mình tiếp tục đi thăm lưới gắn nha cả nhà. Lời đầu tiên nói đầu tiên cho anh em kênh Sông Bắc Sông Hậu TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ ủng hộ anh em mình có thêm động lực tinh thần làm những video tiếp theo nha. Thì được cả nhà ủng hộ thì trong lòng anh em mình rất hạnh phúc và cảm ơn cả nhà rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ anh em mình. Thì tại đầu tiên không dính này cả nhà. Rồi anh em mình đi đến mấy cái bẫy tiếp theo thôi, thì mình sẽ lượt bớt cái nào dính mình sẽ bấm máy cho cả nhà xem nha, để tránh mất thời gian cá nhà thì nào dính mình sẽ bấm máy. Rồi anh em mình đi thăm bẫy thôi, cùng theo chân của anh em mình nha. Em mình vừa thăm bẫy gắn vừa đâm gắn mối luôn nha cả nhà, công tác quen thuộc bắt gắn mối luôn. Mối đầm nó có máu nên mình không có quay gần cận cảnh cho cả nhà xem được nha. Ông anh ông mới chỉ mình quay phim quay xuôi ánh nắng nè, bởi vì được rồi mấy cái video clip nó hơi mờ quá, để hồi có dính mình cắm máy xuống rồi cái gì mình tiếp nghe mình. Đây có bạn vô comment nói sao mình không làm tiếp, đây là để gỡ lâu quá tại mình cầm máy quay nhiều góc cạnh cho cả nhà xem nên không có tiếp được. Rồi bây giờ đi thăm mấy cái mà không dính. Chỗ này bữa hôm mình dính con ấy không ta? Gì hả? Có hàng hả? Có hàng đây nhà ơi. Con gì vậy? Con gì vậy? Con nước. Nước hả? Nước bự không? Nhỏ đèn đó. Nữ này nó nhỏ đặc. Đây. Rồi đem lên đi. Còn em mình đem lên nha cả nhà. Ôi nó cháy nắng quá trời. Rồi nên mình gỡ nha cả nhà, để mình quay xui xui nắng mặt trời nãy. Cháy quá trời cháy. Bá vô tụi cỏ. Để vậy luôn đi rồi mình chắc lướt nữa. Nó ăn nước này hầm đu đủ thì quá ngon nha cả nhà. Cần anh tiếp không, để gác máy xuống. Rồi công tác quen thuộc là em mình nó sẽ cắt lưới gỡ nó ra nha cả nhà. Con này em mình nó khoảng 4 lạng 4 lạng rưỡi nha cả nhà. Nó vàng vàng nó ngon rồi nè. Ông chuồng gì được có 1 phút đó hả? Chị cũng 4 mặt lưới. Gỡ ngược lại bộ thấy nhanh hơn, đúng rồi đấy. Tại gặp lỗ quá chứ gần ngược khó gỡ. Chỉnh đuôi nó câu vô nữa kìa. Các bạn thông cảm nghe, tại lưới gỡ nó hơi lâu hơn bẫy lợp nha cả nhà. Nếu mình gỡ nhanh mình cắt hết cho lưới thì mau bạn. Chính con gắn này mà phải quỷ bỏ cho lưới, nên mình gỡ từ từ lấy cho lưới rồi. Gắn này ở vùng mình đây dao động từ 130 đến 150 nha cả nhà. Thì theo gắn nhỏ bự, còn không biết cái vùng của mấy bạn giá như mình đây thì khoảng dao động khoảng đó. Em mình cỡ khoảng tháng 10 trở lên nó mới mất. Cỡ tháng 10 gắn lãi với hộ ngựa là có năm quê mình nó lên 300 mấy nữa, còn nó muốn hơn không hành luôn. Còn có bèo gì bèo cũng giá 180 tới 250. Cỡ tháng 10 cỡ đó thì gắn ít dính. Cỡ đó các bạn biết dính nhiều không? Hậu hành đó.
Mà quê mình nó ổ hành sao meo quá bạn ơi. Mà đặt bẫy hết trơn. Chứ phải có hổng gà mình cũng dính lại gai. Giờ ngược khó ăn ha. Ừ, giờ ngược khó lắm. Dãy nữa nè. Dãy nữa, bởi em mới nói tại này nhiều lưới quá chứ em cắt 4 mắt. Nãy lúc dở lên nó quấn rồi. Nó nhủ vô nữa hả vậy? Ừ, nhủ vô. Rồi, ra hai, ngon. Ngang gầu má ra nữa là xong phim. Rồi. Mừng. Đây, được rồi. Bốn lạng gửi nha cả nhà. Rồi bỏ vô túi đi. Con đầu tiên nha cả nhà. Túi này túi gắn mối, con máu mè lụm chân mình không có quay cận cảnh được. Còn đây thì ba cái đại lưới các bạn, đại lưới thì người dân. Đây là mấy cái bạn không biết tưởng đâu mình bỏ gắn theo. Mấy cái lưới để mình giảm thêm nha cả nhà, hoặc là cái tay nào dính bự nó gách lưới thì mình thay lưới. Đó, hành trang của anh em mình có nhiều đó, con này thu hút. Rồi, một con đầu tiên nha. Hy vọng bữa nay anh em mình trúng lớn nha cả nhà. Rồi, mình đi thăm bẫy tiếp thôi. Anh em mình giăng lại nha. Rồi, đi thăm tiếp tục nha cả nhà. Lấy trời ơi, một cái kinh hoàng các bạn ơi, nó đẻ luôn mấy bạn ơi. Nó đẻ luôn. Dính rồi đẻ luôn, còn sống không? Đẻ rồi chết luôn. Rồi chết luôn cái nhà. Cái này trứng nó rớt ghê lắm nhân các bạn. Cảm tượng kinh hoàng. Tượng kinh hoàng. Trời ơi, nó đẻ nó rớt ra luôn hả? Lụm đem về. Mới đem còn ăn được không coi coi? Được, này còn mới hả? Đẻ còn trong bao luôn nè mấy bạn. Còn bao luôn, nó xếp bao còn máu nữa. Đấy, đâu có gắn được, gắn rồi còn ăn được không Tâm? Được. À, còn mới chết không quá. Gắn lại. Nè, nguyên chùm trứng luôn mấy bạn. Dục lên đi thôi, mình sẽ thấy sao. Ôi ôi, nó lòi ghê kìa. Trước khi chết cũng gắn đẻ gần cái ha. Cũng được ha. Mình có nó vuốt lưới lên này nè. Nó gầm kiểu này giống như nặng trứng rồi. Ấy cái này ra luôn được lắm mà. Phải nó còn sống là chứng ra được luôn. Không đâu, hết sức rồi. Chỉ nó đẻ lòi trứng luôn. Giống như đàn bà đẻ vậy đó. Còn sức đâu nữa, dần dần. Được. Nó mới. Cái bụng nó vậy đó chứ. Này, tạm thời mình lấy về đi tính. Dễ nhẹo hả? Trời ơi, cần cứng nhắc dễ nhẹo. Chừng mà nào mà mềm xèo xèo xèo. Rồi em mình sửa lưới lên nha cả nhà. Đây, một em lãi nha. Mấy cái trứng nữa kìa. Tay này đã thế, không hành nó ngựa rồi mà sao không dính. Ngựa. Em lãi đã hy sinh. Rồi đẻ trứng tại chỗ luôn nha cả nhà. Trứng tại lưới luôn. Rồi thôi, ca này khó quá, đây anh em mình xử lý. Bỏ vô túi đi. Đem về thịt đó. À, đợt rồi dính một con nữa nghe các bạn, đợt trước thì dính hai con. Cái ta lướt ngay hai ngày ngày thấy rồi. Chỗ này bốn. Bữa nay mình vui hàng đây. Chỗ này bốn con phải không? Nữa rồi. Rồi cái tay chỗ này là muốn tự tin luôn các bạn. Lại dính. Rồi có trứng luôn mấy bạn ơi. Sao cái mấy tháng này chưa đẻ tại chỗ luôn kìa. Có trứng luôn mấy bạn. Nè, chưa con này đẻ có 3 trứng mấy bạn. Đẻ tại chỗ luôn nè. Còn con nãy có 8 trứng. Rồi vậy ơi. Ở chỗ này là tự tin luôn á. Như thế mà từ chỗ này mà không dính là rồi bữa đó là lỗi móc bọc mấy bạn. Thắt xiền 3 trứng mấy bạn. 3 trứng. Con này đẻ ít. Con này còn trứng. Còn trứng thì nó còn lâu như chân trước cái đít này nó. À, bạn nào muốn giao lưu với kênh của mình đó là lại đây mình sẽ đãi cho ăn trứng rắn. Lẩu trứng rắn mấy bạn, có ăn chưa? Chị ơi, lỡ ra kìa. Kể máy phải ai phát lại đó kìa. Mày ăn cách sao nữa.
cắt nhiều chứ tới cái bụng trứng này mẹ thì hết mẹ hơn cho đỡ cắt lưới một chút đỡ đẻ nó nghe các bạn đó mấy bạn thấy mình đỡ đẻ thành công không đỡ đẻ trong gắn luôn nghe các bạn ôi thôi mày giỡn nhiêu được rồi để còn không... còn đây còn trứng nữa còn thôi nhiêu được rồi ra qua mình... được lưới mình thôi chứ ra mấy bả chơi độc đó bả mua mình ghẻ vậy cái mấy bả là làm cho đẻ vậy đó đừng cái bả bán lại gắn kia gắn đẻ nó ghẻ hơn nữa hồi nãy em có nói với anh Lâm rồi gắn nước với gắn lãi gắn đẻ là giá đó có người như vậy mấy bên Đồng Tháp có bắt thì bắt công tác quần thục gỡ gắn rồi cái tay này nền cứng rồi để này mình gỡ luôn các bạn khỏi gỡ nó nằm dính nhiều hơn anh nó lên còn nhà kia rêu bảo bén mau hơn bành lưới cởi để lại đi cũng còn được không biến đổi bấm tạm dừng nghe máy ra. Rồi con này con thứ ba nghe cả nhà nãy con kia chết rồi con này đẻ trứng ta giấu luôn đó, con thứ hai nha đi phát cỏ hay vậy phá gì này chắc phải lâu chết nữa mới đẻ không chết chết thì ăn thịt để đi chết thì ăn thịt nữa được hai ba hai em nghe bạn nghe con đó bạn ơi nghe nhưng mà con chết nghe được ba con năm nay hết luôn cái gì rồi để tại chỗ luôn rồi năm nay hổ hành đâu mất tiêu trơn tàn lãi dính ban gắn lãi với hổ ngựa gì đâu không ông nội hổ hành đâu mẹ mấy cha tôi đi bắt trời đâu đặc lợp, hết đặc lợp nhóc dân giờ tính gan này đẻ 6 trứng mấy bạn ơi con kia nãy 8 con này 6 hả con này 6 rồi thôi mình tạm bấm dừng máy tại đây nha tay lữ kế bên luôn mấy bạn ơi nãy mới gửi tay đó có bạn học dính ha có hai vợ chồng của một bạn ngồi nói chuyện nói chút rồi rồi nó nữa sao lái hoài vậy lái hoài không thấy chưa các bạn thôi kệ đi có dính là vui rồi mấy bạn ơi thấy hổ hạnh gì chứ mấy ba mấy đồng nghiệp mình chơi bắt hết hay gì được rồi lên giao lưu với anh bạn ở kinh Bãi Gắn Cần Thơ anh truyền bùa cho anh em mình hay gì cứ rồi với cứ này dính quá khứ dính nha các bạn hy vọng là anh đừng nói anh truyền hết bùa của anh cho mình anh chúc quốc đi thì cũng hy vọng là cả nhà mình cũng như cô dì chú bác anh chị em mình ủng hộ cho kinh mình với kinh Bãi Gắn Cần Thơ nha cả nhà thì mình nên tránh giao lưu hai chồng anh cũng rất là nhiệt tình rất là vui vẻ hy vọng cả nhà mình ủng hộ anh em chúng mình cùng nhau phát triển thôi ôi nó táp rồi cả nhà con này con thứ tư phải không nè bữa nay có nào phá kỷ lục à ta phá cho phá luôn. Ừ, bữa trước 4 con phải không? Có phá tổng hết cho phá tổng cái gì. Đang dừng clip. Tổng hết là bữa hổm mình 7 con đó mấy bạn. Bữa nay mà 8 con là sẽ là tổng này mình mới đi thăm chưa hết luồng lớn mấy bạn ơi. Còn luồng nữa lặng này nửa luồng rồi còn một luồng nữa. Nếu mà cái clip nó dài quá thì cũng mấy bạn thông cảm nha mình cắt clip ra làm hai.
tại nó tới hai luồng cũng nhiều, thời gian nó cũng dài thì mình cắt ra, còn nếu mà thời gian nó ngắn dính không không được nhiều hung thì mình gom lên clip, còn nó dính nhiều quá mình xin phép mình cắt làm hai. Rồi con thứ tư nha cả nhà. Nãy gặp hai chồng của bạn nói nó gặp gắn hổ ngựa đây, hổ nón đó, đây, hổ chó, hổ nách đó. Đó. Rồi, con thứ tư nha cả nhà. Được hai con đây. Con ước còn lãi với con này nữa là ba con, với con chết nữa là bốn con nha cả nhà. Nó gặp con hổ ngựa đâu ký mấy hay ký gì bắp tay gì đó. Hôm gầy mấy người gặp rồi mà sao anh em mình chưa gặp? Mình gặp nó có chuyện hả các bạn? Thế nào mình cũng quýnh lộn với nó hả? Mà gặp là mình đấu với nó chặn thử coi, phần thắng bại luôn. Mà bạn để mấy người nào sợ gắn đi gặp lắm, còn anh em mình đi đéo gặp nó. Gặp gượt nó chạy quá trời chạy luôn, không gặp nó, gặp là gượt nó liền đó. Rồi, em mình nó sửa lưới lại nghe cả nhà. Sửa lưới lại hy vọng được sao kiếm hung hành nha. Chứ lãi hoài kiếp thất thu á, gắn dính nhiều mà không có tiền nhiều. Chạy dính vui nha các bạn, chạy cho ăn gì mình ăn nấy đi. Ừ. Rồi, thôi, mình đi thăm bẫy tiếp thôi. Rồi, tiếp tục nha cả nhà. Hai chồng nó đốt cái gì vậy? Đốt đồng. Chỗ này được rồi, con gắn chết nè, còn thúi không biết. À, thúi vậy, còn 5 cây cũng còn hơi thúi. Ờ dính nữa. Nữa hả? Ừ. Con nó còn 5 cây kìa. Thúi. Dính nữa bạn ơi. Còn cứng đi sống ăn sống tay này được rồi, dính con chết dục trên bánh thúi chết này lụm em nữa, xa dính sát trên cái đầu đài này luôn trời. Nó né đó anh hả, nó né bên đây đi qua nè, nó né lặn lên đó tính đi nghe qua đó. Dại vô gần cây vậy nó đâu đi được, ồn lắm nó đi né lứ à. Dạ con này kiến dữ rồi, nhiều lứ rồi. Giật cái cây lên đi, dù tính né lứ đi lòng rồi đó ha. Quá tốn nhiều lứ. Rồi em mình công tác quen thuộc gỡ nữa. Con này là con thứ 5 nha cả nhà, hôm nay hy vọng trứng lớn nha. Không dính hổ hán rồi ạ, dính hổ hán cho bự ha. Lãi không? Mấy con này là trên 200 gram hết nha cả nhà. 3-4 chấm nhiều, tại mình văng lưới thưa đó các bạn. Quá, mình cắt lưới nhiều quá trời đường. Đốt của mày. Cắt dữ lắm nhiều ý. Mình công tác quen thuộc gỡ ra cái này. Quá trời con này quắn mà vô một đống lứ rồi. Cắt cái banh luôn quá. Gỡ tới thì tới mấy cái khúc có trứng ra không được. Nguy hiểm không? Cho trứng trở lại vẫn được. Trời cho trở lại. Đỡ đẻ luôn. Các bạn thấy mình biết thần mà đỡ đẻ gắn được không? Các bạn muốn cho đẻ là đẻ, còn không là cho trở lại bữa khác đẻ. Cho nên trở lại bữa khác đẻ. Trời ơi. Đây. Con mối đây bạn, nãy giờ nè cá đó nghe mấy bạn,
Đó, còn thứ năm nha, con này chết nè các bạn. Còn sống đây. Sống là 4 con. Chết 1 con. Nào mấy bạn thấy mình xách cái túi mà bự quẩy cái vỏ khác hay là mấy bạn hiểu rồi đó. Là nó đi không nổi đó. Mình vác chưa có nhiều lứ đó các bạn, chứ mình vác nhiều lứ dính dữ lắm. Công việc nó cũng quá lù bù mấy bạn ơi, không có thời gian rảnh xuống lưới được. Có ngày hôm qua mình lội mình xuống đâu được mười mấy tay đầu trên. Bốn con này chứ ký mấy không? Ký mấy. Ký mấy nha các bạn. Khá nữa chưa? Đây. Ừ. Lấy. Ba con lấy một con nước. Thấy không bạn? Dừng ươm. Ươm. Thôi, tạm ngưng đây nha các bạn, mình xuống xử lý tài lưới lại cái coi. Mình đi tiếp. Mình đi xuống cái luồng bẫy thứ hai cả nhà ơi. Quá nắng cả nhà ơi. Quá nắng rồi. Lội mà le lử luôn. Mà nãy giờ chưa chịu dính với bạn luồng này, nãy giờ sống hết trơn. Nãy giờ nó ăn luôn rồi nè. Đây ngay cái tay đập rồi dính một em đây. Ừ. Chắc khoảng 3 4 bạn. Đâu? Con này bao bạn gì? Bự không? Bự muốn hành này bao bạn gì? Ừ. Hành này có nửa ký. Nhổ luôn đại ơi. Quắn bờ cỏ vô kìa các bạn. Nhờ quắn vậy mới sống á. Quắn vô mới. Quắn ngon. Để nhìn cái hướng nào đi hướng nào thì đó hướng gì còn. Đem, đem qua đây đi. Trên hướng lại quay nữa. Nó không bị ấy. Nó quay hướng gì. Nó không bị chá nắng. Rồi rồi cỡ này kiếm hữu hành nó đỏ mắt mấy bạn ơi. Ừ. Đúng là mấy cao thủ bảy bảy hết trơn mấy bạn ơi. Bảy lợp á. Hứng rồi đó. Vô con này là bằng túi sáng. Con kia thì nó quá rẻ mấy bạn ơi. Còn gắn này thì có giá. Quê mình gắn này có giá lắm. Cái luồng sáng 5 con nha cả nhà. 4 con sống 1 em chết. Nãy hai anh em mình ghé nhà uống nước rồi mà với nghe mình mặn con chết rồi. Giờ đang đi dưới cái luồng dưới này. Nó vô nãy giờ đâu cũng gần chục tay vậy. Nãy tay kia không dính mà mình không có quay. Dính không quay coi chán lắm bạn. Ừ. Cho mấy bạn coi gì mấy bạn tưởng đâu làm gì dính hoài chứ sự thật lộ dữ lắm mập. Không phải dính đâu. Ở mấy cái chỗ. Chứ không phải mà dính được hoài đâu. Mấy kinh của mấy anh kia cũng vậy. Lựa mấy cái dính cho mấy bạn coi. Đã nhầm chán chứ tránh mất thời gian. Lâu lâu mình cũng quay mấy pha sảy không dính cho mấy bạn coi. Rồi hôm mấy bạn nói này dục lưới gì làm ai đâu gánh. Đâu có dư tiền mua gánh dục chưa. Mình vì cuộc sống mưu sinh mình đi văn. Văn này bán cả nhà chứ không phải là chủ yếu làm clip nha. Văn chủ yếu bán kiếm tiền mưu sinh. Về nhà là mình bán ít có chừa lại đó. Để rộng lâu cánh ướm gắn. Quá trời. Thôi hành được nóng. Quá trời thôi. Này rồi cũng đẩy con cũng nhỏ hơn này chút không? Ừ. Con được rồi được 4 chấm. Con này chắc trên 4 chấm rồi. Phải nó lên chu trì im quá ha. Chu trì 9 chấm hay gì đó. Ừ. Nào thành chu trì là mình khỏe rồi. Mà chuối là ngon ha. Đã. Đây các bạn. Đây các bạn. Con này có 4 lần cử nè. Đây con túi này nãy là 4 con nãy còn sống nè bạn. Còn con chết mình bỏ nhà rồi. Đây là được mới gắn mối nữa nè. Còn đây là một cái túi mới nè mấy bạn. Rồi dục nó vô túi mới đi. Vô túi mới mở hàng túi mới coi. Hổng gà mình sắm túi nó thiệt mấy bạn. Không dám đem theo sợ nó dính. Bữa nay thấy dính thì mình đem được rồi. Không cho nó uống miếng nước đi. Miếng nước nó ra đi. Không nhúng da nó luôn hả? Ở cho mát. Trời, những nước này anh phá dữ lắm phá à.
hạ thủy những hàng gì chân ha, về anh có sẹt lép hổ hành hay nó lún khúc thì không có đường chết, nó dính cái mang nó chết rồi. Đây nghe cả nhà, một em hổ hành đầu tiên. Hổ hành gì là thấy khỏe hơn mình rồi đó, hành này có tiền thôi, còn mấy con đó ký có trăm mấy nha mấy bạn ơi, mà gắn này cũng dao động lắm mấy bạn ơi, nó không có cố định lúc gì lúc khác. Rồi xử lý trả lứ lại. Ôi bữa nay chúng lớn nha cả nhà, nói chung là em thứ sáu rồi đó, luồng như này mới em đầu tiên rồi, em mình nó sửa lứ lại nha. Luồng này đặt rồi cũng bốn con rồi các bạn, luồng này nãy giờ sao mới dính con rồi, em mình nó sửa lứ lại nào, có dính nữa mình bấm máy cho mấy bạn xem nè. Thăm cái tiếp theo cả nhà ơi, con lãi này là nó không ở giờ này mình văng tay lưới nước ngập phải xuống tắm dưới luôn chờ đã bự luôn, bự chắc nó dính vô lăn con luôn. Tắm dưới luôn ở nha. Trên đi xuống nước tắm hả mày, tắm hả tắm con rủ tao chưa hả, rồi vậy tay văng tới mấy nước luôn, văng bự hỏng khô nước lên ngập. Đó, ở nhổ tay này cũng về luôn chứ nước ngập rồi. Đem lên bạn đi. Về luôn. Lên chỗ đó. Con thứ bảy nha cả nhà. Bữa hổm mà mới nửa sạc lưới của bờ này nha các bạn. Nửa sạc mà không biết sao. Bữa nay nó dính không dính cặp nha các bạn. Bốn chục rưỡi ra mà lại nó bự, con này bự to vậy chứ mạnh nữa, gắn này gắn đực nặng này. Con này chắc cũng mới dính sáng hả, con này mới dính chứ có dấu chày chân dính đỡ, con này đang quăng chết luôn, nước chết đi trễ chết, mai đi là chết. Đây này ra kiếm chỗ về lên chỗ đó thì ngon, lần đó đi lại mình vừa chuối được cũng có nữa rồi, chuối được khó dặn quá, chuối không có thể dặn thẳng đứng. Thằng tiếp không anh gác máy xuống tiếp. Chuột, gắn ra chuột, chuột chia gì á. Đã đi trở ngược, đỡ cái nhỏ rồi đỡ cái thứ. Con này con thứ bảy nha cả nhà. Này hai anh em mình phá kỷ lục rồi. Chúng nữa rồi. Nắng lên cái là khỏe hơn. Vuốt ra được không? Khỏi cắt một lứa được không? Vậy còn bự. Mình xử lý phải cắt một lưới được nha mà. Thôi để ghê. Đây. Giờ nghèo. Lưới là phải có thẹo ngắn vậy thôi nha các bạn. Từ từ nó tả rồi. Đây, cái lượng này nãy được con hổ hạnh giờ. Không, bỏ chung xuống. Bỏ túi kia đi. Hổ hạnh viên đi, hổ hạnh. Để chung với con này đi. Ngày nãy túi mình thăm luồng trên nữa. Trên được 4 con sống, con chết mình mong à. Con chết mình. Em này vô nữa là 5 em nha. Nhưng em hành là 6, con chết nên là 7. Rồi. Túi. Túi luôn rồi. Đây mình kiếm chỗ mình sửa tới lại nha các bạn. Cả nhà ơi. Có mệt à bạn ơi. Giờ này á cho thở le lử. Le lử. Quá chậm lắm. Còn này còn mấy tay nữa các bạn. Quá đúng.
Nước nữa hả? Ừ. Ôi, trắng phiếu luôn các bạn ơi. Hay. Con nước này cắn nè, nước này hùng nè. Trắng phiếu luôn. Nãy tay đãi sảy một con nữa chứ. Tay trước sảy hả? Ừ, sảy hủng, sảy hủng dữ. Ở đây gì mà này nó không phá không đỡ hả? Nó không thấy gì vậy đó. Nó mới dính. Mà chắc nó không phá đâu. Tại vì em bữa hổm trước lúc anh Văn em có lại hút thuốc rồi nói chuyện đồ này kia rồi đó. Ừ. Trả dao với người ta trước cái rồi mới văng. Lúc em đi dọ. Trời trời, không được. Không, không, không. Ừ, biết không. Trời, nón trời chắc ăn cái này. Biết không? Con này là con thứ 8 ngày cả nhà. 8 không ta? 7 hay thứ 8? 8, 8. Ở trên 5 lụng cái này 3. Ở trên 5. 8 rồi. Xử lý thì khó nghe bạn chờ một chút. Ừ. Con thứ 8 rồi phá kỷ lục rồi. Trước 7 rồi. Còn cũng 5, 7 tay, chục tay gì nữa. Về nó đâu. Ở đây sao nó hay cái dính nước hay dưới cái mương này nè. Ngắn cái mương này đâu ai tát. Mương này đâu ai tát. Không có. Còn mương tát được. Nắng quá nắng rồi bạn ơi. Dữ luôn. Nó hơi như ghê. Ngắn này nhìn biết, ngắn này bỏ vô cắn nó không kìa. Ngắn này này bỏ chung cho máu rồi. Vô chổng để nó túi viên. Con ngắn này đâu bỏ hô hành, chung hô hành cắn hư hô hành. Máy em biết để cắn hư mấy hô hành lên và ra quá trời. Trời ơi, những hô hành bự để cắn chết luôn. Nó lủng lỗ vậy. Không dữ ha. Không quỷ gì nữa. Mình chưa chặn ở đây nữa đó. Tại về lần nào tới đây cũng mệt, mình chưa chặn. Cái đây chặn chặn còn nữa đó, mấy cái nét đó đó nè. Dằn theo một tiếng gắn năm ngoái em dằn bên đó không dằn đây bên đó năm ngoái ở đây bịch dữ lắm. Cái bờ này nữa cái luồng bên kia ổng mà mắc là mình về qua đây mình đi đường này vô. Bởi bữa hổm mình nhắm nói rồi đó. Nó qua đây nè bờ đây dễ trắng đi đường này đây vô. Máy ngừng máy chút đi nè, bắt rồi không quay. Để lâu mấy bạn đợi lâu quá. Hồi đó mình bấm nút dừng nghe nào xong rồi mình quay tiếp. Rồi, tới gò má nè nghe cả nhà. Xong. Con này nó dắt giá nè. Tại nắng đó, mấy bạn ơi. Gỡ ngược với lại mỗi nắng nó cũng chết bây giờ. Rồi, xong hàng. Cho nó vô túi gắn mối đi. Cắn trong nha bạn. Cho nó vô túi gắn mối nha bạn ơi. Dạ, ở chung mấy con kia nó cắn hư mấy con gắn kia hả? Nước này nó hung. Biết nó hung. Rồi, con thứ 8 nha cả nhà. Vô cắn mấy con mối thì bà thôi. Xử lý văn lại bạn ơi. Quá nắng này rồi, chết về chưa rồi. Rồi, em mình xử lý tài lưới lại nha. Bấm máy tạm dựng đây nha. Tiếp tục điên chậm sen. Giờ tới đây còn có con trai bữa hôm ghé ăn sen rồi, em mình văn. Đây đây, thấy không mấy bạn? Hôm ghé ăn sen mà mình còn vớt tay giờ lụm liền ha các bạn. Ừ, mệt quá. Trời. Ở đây giờ, gỡ gắn sáng giờ mỏi tay luôn rồi. Bữa nay quá dính rồi. À, em không may nữa nghe cả nhà. Con này to, con này nửa ký. Lụm lụm hàng. Lụm hàng. Quá mệt mấy bạn ơi. Đây đi. Ừ. Bữa nay giờ gỡ gắn mỏi tay luôn mấy bạn ơi. Để mình xử lý nó coi. Chẳng ngồi tính... để nghỉ mệt luôn mà ngay bóng mát đã quá trời nè. Tính dính 8 con à. Còn nữa nghe còn mấy tay nữa biết đâu dính nữa sao bữa nay làm gì dính quá chín rồi. Trời cái tay này được rồi ngồi gỡ sen ngang người dân bậy đi chơi cũng dính. Mắt dính dính nè. Thôi đừng quýu mẹ ơi. Quýu dị dụng chi con này nó dính. Dân tay này đắt nó cứng gài ấy nè. Trời mưa nó ưa nhổ đài. Trời này nó nhổ không nổi. Vừa thôi mà ơi quậy quá sức lứ. Nhà mấy con nó sảy hai biết sao nó xây nhanh nó quay mình á. Ừ. Ừ sảy nãy giờ sảy cũng mấy con đó mấy bạn. Chứ không sảy bữa nãy dính chắc quẩy xỉu luôn.
nay mình quẩy cũng hơi khá nặng đó mấy bạn ơi. Thắm rồi đó. Con thứ 9 rồi. Hồi nãy mặn thịt hết con rồi nó chết. Còn 8 con sống. Dễ gỡ vậy ta? Mới dính hả? Mới dính, cái chỗ này gỡ được, gỡ tới kia vuốt. Cái này có trên cái đầu, còn cái mình nó đâu gỡ được. Mình gỡ chạy lum trên trong mà lâu nữa các bạn ơi. Chỗ nào phải thế gỡ, còn mấy nào cũng hay cắt bỏ. Đây là mặt trí. Mình đang xử lý rồi xong rồi cả nhà. À, con này mập bột. Ui ui. Con này nửa ký. Đây. Rồi cho nó vô túi luôn. Đây nè, một vỏ nè mấy bạn ơi. Gắn mối còn gắn nước mới nãy, một túi này. Một em hổ hành luôn. Quá trời bữa nay kìa. Trời 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 trời, múa dữ luôn các bạn. Nay mình đem 3 túi được đó mấy bạn. Còn lứ thì hư cũng vậy nè. Chỗ cắn nè, một vỏ lưới chỗ cắn, em về xử lý. Rồi con thứ 9 nha cả nhà. Còn mấy tay nữa, hy vọng dính con nữa cho chẳng mừ nha. Quá trời một túi lại làm tay hai con nữa chắc cừ chết luôn á. Rồi em mình xử lý tay lớn lại nha. Ê, em hô hành nãy nè. Đây là túi, trời ơi cái túi này quá trời, cái túi này rồi cầm nấu luôn con em. Nước túi này thì gắn mối gắn nước chống nữa, gắn nước chứ số gắn mối gắn nước hùng quá, gắn nước hùng quá nên là cho nó riêng đi. Rồi mình tạm dừng máy đây, mình đi bá dậy con sen ăn coi. Này này không ăn trộm mà ăn cắp nghe nha. Rồi cứ dính nữa thì mình bấm máy cho các bạn xem. Rồi anh em mình về tới nhà nha mấy bạn, tổng kết cho mấy bạn xem. Anh em mình nghỉ ngơi nó quá trời đuối rồi. Đây là gắn mối chứ còn gắn nước ở trong túi này, còn gắn hậu hành túi này một đống gắn luôn, gắn hũ ngựa, gắn lãi hai loại, còn gắn nước gắn... Ủa không có cái hũ ngựa chứ, không có hũ ngựa, còn lãi với còn gắn nước. Bữa nay lãi hàng nước nha mấy bạn. Để rồi bữa nay bắt ra tổng cộng này. Là thôi khỏi, bữa nay tổng cộng là 9 con nha cả nhà. Rồi. Nãy mình mặn hết con rồi, còn 8 con thì này theo mình đón chắc khoảng 3 ký ngoài gắn nha, trên đó 3 ký ngoài 4 ký nha, từ 4 ký thủ. Rồi, bữa nay coi như là chúng mấy bạn ơi. 9 con này 4 ký, 4 ký ngoài. Rồi cho anh em mình kết thúc clip này nha. Rồi chào cả nhà luôn. Rồi đó. Chào cả nhà luôn. Rồi chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm động lực tinh thần làm những video tiếp theo nha. Rồi anh em mình xin kết thúc clip tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Không mang nước này ra mới được.